Coi như là về cái mình phải nấu cơm nè, nấu rồi cơm tắm mà rửa giặt giặt đồ, đồ. Như hiện cực tới quá phải 9 không? giờ đâu đi đâu được, mà bớ đâu có gửi khác đâu. Bây giờ muốn lên trình này muốn anh tìm cho anh em nữa yêu thương còn lại. 21 là có vợ về mà phải đưa tiền cho vợ. Có vợ thì đưa tiền cho vợ chứ đâu có giữ nữa. Nó giữ còn vợ giữ còn khỏe nó lo hết trơn. Điện nước còn mình giữ thì cũng cực đó. Đúng không? Mình giữ còn mất công tính toán chi ly không? Tính toán. Vợ giữ đó lo hết đi làm đi. Điện nước bình ga rồi đó đắm đi tiền nước rồi đó đắm đi. Rồi đưa cho hết à. Đưa cho hết luôn. Chào tất cả cô chú và các anh chị em nha. Thì hôm nay có một anh lại tham gia chương trình tìm nửa yêu thương. Em chào anh nha. Chào ông giả trong nước mà nước. Anh kể về chút xíu về việc hôn nhân của anh như thế nào? Ly dị 3 năm rồi, vô tòa án nữa ba miếng giấy hết trơn rồi, giờ ở mình nên. Giờ muốn tìm anh giúp tìm nửa yêu thương còn lại thôi. Anh được mấy người con? Hai người con mà mẹ bắt hết trơn rồi. Thì em cũng nói anh như thế này ha, thì lên chương trình á, thì trước khi mà nãy em chưa quay thì anh em cũng có giải thích cho anh những vấn đề như thế nào, là xong xuôi rồi hết rồi ha. Thì anh lên đây anh phải nói thật lòng. Thật lòng mới lên đây chứ không thật lòng đâu lên đây được. Còn nếu mà anh nói sai những lời nói anh gì anh phải tự chịu trách nhiệm ha. Cái thứ hai nữa là anh lên đây rồi đó, sau khi em đăng clip lên thì sau này không được quyền kêu xóa clip và gỡ clip ha. Anh có chấp nhận không? Chấp nhận. Rồi bây giờ là công việc của anh là hàng ngày làm cái gì? Làm nhà máy, có khi ngày 300 mấy, 400 mấy làm trúng thắt, có khi 500 mấy cũng không chừng. Là mình có làm thường xuyên không? Làm được thường xuyên suốt ngày. Ít thì làm nhiều ngày nào cũng làm hết, trừ ra mệt nghỉ thôi. Ngày làm quanh năm luôn ha? Quanh năm luôn. Coi như là công việc mình cũng ổn định. Công việc ổn định. Rồi thôi vợ hồi 3 năm nay có quen được một chị nào nữa không? Không quen người nào hết, lo đi mặn rồi về miễn khỏe thì đi uống cà phê rồi ngủ, không quen ai hết. Dạ. Rồi lên chương trình tại sao mà muốn lên chương trình của Tiến để kiếm một nửa bánh ghép còn thấy, lại? Thấy anh lên cho thằng ấy đắng nó thấy khoái rồi thì kiếm mới được. Tu đen gì đó. Khoái là khoái sao rồi còn kể cho Tiến nghe nè. Anh đăng anh nói chuyện nghe im đó. Rồi bắt trước rồi ra lên. Bắt trước hả? Mà có muốn vợ chưa? Muốn vợ rồi đó. Bây giờ có mình nên ở nhà không gì, nấu cơm giặt đồ mặn mình nên đó. Gì hả? Bây giờ ở cái nhà mình nên vậy đó. Mà bà mẹ kế bên, bên ở vườn Úc, còn anh thứ hai ở kế bên, bên còn bà chị thứ ba ở trong bóng mát đúng không á. Bốn người anh em. Rồi bây giờ nếu mà có một chị nào thương anh thì khoảng bao lâu mình mới tổ chức là đám cưới? Những làm tìm hiểu chừng tháng nửa tháng gì đó làm đám cưới cũng được. Làm gấp gì đó hả? Nửa tháng là mình lên dữ lắm buồn rồi. Vậy là muốn vợ lắm phải không? Muốn chắc chắn muốn chưa? Chắc chắn muốn mới lên đây chứ không muốn thôi lên đây được. Chắc chắn muốn phải không? Bây giờ giặt đồ vừa quá trời cực cười mà giặt tối hù không có đi đâu được. Coi như là về cái mình phải nấu cơm nè. Nấu rồi cơm mà giặt đồ. Như cực quá phải không? 9 giờ đâu đi đâu được, mà bớ đâu có gửi khác đâu. Bây giờ muốn lên trình này muốn anh tìm cho anh em nữa yêu thương còn lại. Còn nữa thương còn lại ha. Thì nói chung ra thì em nói nhanh như thế này thì lên chương trình này cũng tùy theo cái duyên nữa, chứ không phải người nào lên cũng có, tùy theo coi cái duyên mình có hay không ha. Anh phải tìm hiểu cho kỹ càng chứ rồi mới đến với nhau nha. Giờ khi nào mà nếu mà có cô nào mà đồng ý mà để tâm sự trò chuyện á thì lúc đó liên hệ cho Tiến, hay là nắm tay người đó dắt lại đây để thông báo cho cô chú anh chị em biết nha. Rồi em kể về một chút, anh kể về một chút xíu tính tình của anh đi như thế nào. Tính tình cũng dễ. Anh muốn làm gì hơn đó, không nói năng gì hết. Coi như tánh hiền ha. Hiền. Có cọc, có bạo quả không? Có cọc mà làm dữ lắm mới cọc. Chứ khi khơi là không cọc. Khơi không cọc. Mà ai muốn nói gì nói, cũng giả điếc vậy đó. Giả điếc vậy à?
ai nói đã nghỉ. Không giận không buồn vậy hả? Không giận không buồn, đứa nơi trơn đâu có ở chung đâu giận. Không có, ý nói là với tỷ mà người ta nói như mình về mình cái gì kè rồi mình không giận người ta sao? Nói dữ lắm năm mới giận chứ không giận. Cái khơi là khơi nhẹ không là không giận. Không giận. Rồi bây giờ thì anh muốn một người phụ nữ về sống chung với anh đó là muốn một người phụ nữ nó như thế nào, tính tình nè, chiều cao mập ốm khoảng độ bao nhiêu tuổi gì đó? Cỡ 40. 40 à, cỡ chừng đứa con, hai đứa con, không nhiều ha, nhiều nuôi không nổi. có con đem về nhà nuôi luôn bằng đứa hai đứa thôi ha, miễn không có cũng được. Là nếu mà cái chị đó có một hai đứa con đem về nhà anh nuôi luôn. Đem về nhà nuôi luôn, giờ ở nhà mình nên mà nuôi nổi không? Nổi. Phải bốn đứa con, bốn miệng ăn rồi hai vợ chồng mới sáu miệng ăn là nó không nổi, có bốn miệng ăn nuôi nổi. Bốn miệng ăn là nuôi nổi. Bốn miệng ăn nuôi nổi, như hai vợ chồng với hai đứa con nuôi nổi. Còn nhiều quá thì nó không nổi ha. Nhiều quá nuôi không nổi. Trong cái khoảng thời gian 3 năm mà chia tay với vợ anh mặn dư được nhiêu rồi? Mặn dư cũng được vài chục triệu. Vài chục triệu ha. Rồi phụ nữ là muốn kiếm nãy là phụ nữ 40 tuổi. Từ 40 đến mấy? 50 được không? 50 không được, 50 quá lớn. Quá lớn hả? 40, 39. Không, từ 40 rõ là 39 thôi. Cách nhà có mấy tuổi vậy đó hả? Phải lớn hơn vợ mới được. Đợt trước thì chia tay rồi, giờ hai đứa 1 tuổi không hợp. Không hợp. Bây giờ phải lớn hơn. Phải lớn hơn, chồng phải lớn hơn. Phải lớn hơn. Chứ con vợ lớn hơn không được luôn. Vợ lớn hơn không được. Là lý do nào với lý lớn hơn tuổi 2 tuổi có sao đâu? Vì hồi giờ có cứ ly dị rồi hai đứa 1 tuổi rồi không được rồi. Thì bây giờ kiếm vợ lớn hơn 2 tuổi. 2 tuổi hoặc 1 tuổi. Lớn không được. Giờ từ bằng đó từ nhỏ hơn mới chịu. Nhỏ hơn. Bị chặn rồi. Bị chặn hả? Bị chặn rồi, giờ kiếm gì mới được. Phải có coi thầy không? Không có coi thầy mà ngặt cái không hợp, nó nói quá trời chịu không nổi. Coi như là cái vợ anh là làm quyền anh hay gì? Làm quyền. Vợ làm quyền trên chút có sao đâu? Không được, làm quyền mà nhà cửa mình nói nó nghe mới được. Còn ngày nói nó không nghe tự túc nó làm nên nó chia tay đó. Vậy hả? Làm quyền phải nó ở bên mình thì mình có tiếng chút đỉnh chứ, còn này không nói không nghe. Vậy là anh ở bên vợ hả? Ở xứ bên tôi. Bên xứ bên Nam. Ngặt cái nhà cửa nói không được, muốn làm gì làm. Làm à? Bởi mới chia tay đó. Chia tay ha. Chia tay có anh thấy có buồn không? Buồn. Buồn hả? Bởi bây giờ mặn thuốc không có ở nhà mình nên thì buồn. Rồi anh thích một người vợ mập hay ốm? Vừa thôi chứ không có mập không? Mập ốm ẩm không nói gì? Ẩm không nổi. Khoảng nhiêu ký nè? Cỡ 55. 55 ký. Anh dài nhiêu ký? 60 không? 6 miếng ấy 65 ký. Ấy là sao? Miếng ăn đồ á. Ăn cơm no vô hả? Ừ, ăn cơm no ký. Thì nói ăn cơm còn no với ấy là gì? Không ăn thì 64 à. Là ăn cơm no lên 65. Không ăn cơm thì 64. Đúng rồi. Sức khỏe dồi dào không? Sức khỏe giờ còn mạnh lắm mà. Còn lúa còn vác hai bao cày cày đó. Mà giờ kiếm cái người khỏe mình vác của mình lên. Mình nên kiếm người khỏe mình làm. Trời ơi, vác hai bao cày cày luôn đó. Hai bao cày cày luôn rồi, lúc đó còn vác ba bao nữa, giờ hai bao à. Trời ơi. Lúa tắng còn vác cày cày luôn mà giờ mình kiếm người nhẹ mình lên, mình mằng cho nó nhẹ lại. Mằng nhà máy này chỉ là sức xuống ghe bẻ cua không vác bao nào hết. Không vác ha. Còn cám dưới tấm đồ gạo một chiếc xe tàn đội đầu không chứ không có vác. Bây giờ nhà máy mằng khỏe lắm. Để gu ha. Chứ không phải như hồi đó giờ mằng ngày đêm, giờ mằng ngày sáng mằng chiều gì à. Bây giờ có vợ về, vợ nói giờ muốn mở ra cái tình độc quán nhỏ nhỏ gì, anh có đáp ứng nổi không? Muốn mướn chỗ nào được thì mở. Nhà mình nhà trong đó không có khách đông đâu. Trong vạch mà. Trong vạch ha. Trong vạch sao chàm á. Sao chàm. Sao gọi là vạch?
Nó gọi là gạch trong gạch. Gạch 600 mà cái bảng nó để 600. Gì kì. Ừ, nó vậy vậy đó không hiểu nổi. Ờ. Để cái bảng giờ ngã rồi. Để gạch 600 người ta kêu gạch 600 chả ớt. Ờ. Chết bất đuông ha. Anh biết hát không? Không. Mằng tối ngày hát bậm gì. Anh có nhậu không? Không, ít lắm. Lâu lâu vô bữa chơi vậy cái về ngủ sáng làm. Rồi. Không nhậu nhạc, lâu lâu mới nhậu một lần. Lâu lâu mới nhậu hả? Chỉ hút thuốc. Quen ngay chổng mà vô chổng chơi. Còn bây giờ có quen không? Không. Không quen vô chổng làm gì? Vô chổng chơi đó. Trời ơi, trời rảnh này đâu vô chơi. Vô chổng có khi uống một hơi vậy cái về. Trời ơi. Chuyện đó mà. Vậy là anh nhậu ít xíu hả? Nhậu xíu. Nó lâu rồi, đám tiệc rồi mới nhậu một lần. Lâu anh em rồi nhậu một lần, gom lại nhậu một lần. Có hút thuốc không? Có hút thuốc. Hút thuốc thì có ha. À. Rồi bây giờ cái công việc của mình chỉ là đi làm lò sấy nhà máy. Làm nhà máy. À. Ngày đó là làm ổn định đó. À, ngày qua không làm điều cân. Làm điều hết. Anh có phải là một người đàn ông thương vợ không? Thường cho thường mới lên đây kiếm nha. Không phải, ý nói là biết lên đây là chỉ kiếm vợ thôi. Còn mục đích nữa là mình có vợ, mình có thương yêu, chiều chuộng hay là này nọ không vậy đó. Thường cho. Có hay la gầy vợ không? Ít lắm. Muốn làm chịch mới la, còn không chịch đâu. Muốn làm gì làm dễ đâu. À, anh mằng tiền có đưa cho vợ giữ không? Hay là mình giữ? Mằng miếng chứng này vợ gì là mằng đưa giữ hết trơn. Rồi, à, nếu mà có vợ chứng này là mằng đưa vợ đưa giữ hết. Trơn. Rồi lúc trước? Lúc trước thì... Có đưa vợ giữ không? Lúc trước không có đưa, lúc trước bà và vợ dặn, bà nói chặt đó rồi không có đưa. Rồi mình giữ luôn? Mình giữ luôn. Phải rồi, bởi vì giữ tiền bởi vì chị mới... nói không nghe đó. Bà cho ba cái đất đó, rồi cái... bàn cửa bàn trơn cái bà lấy lại thôi, bỏ chuyện đó đi, cái chuyện đó qua bỏ đi, nói lên đây thì nó cũng có khi hiểu lầm nữa nha. Bây giờ cái chuyện cũ thì bỏ qua đi, mai mốt là có vợ về mằng phải đưa tiền cho vợ. Có vợ thì đưa tiền cho vợ chứ đâu có giữ nữa. Nó giữ còn vợ giữ còn khỏe, nó lo hết trơn điện nước, còn mình giữ thì cũng cực chứ, đúng không, cũng nặng giữ chứ, đách gì làm đách gì. Vậy là mình giữ còn mất công tính toán chi ly không? Tính toán. Vợ giữ đó lo hết đi làm đi. Tiền nước bình ga rồi đó đắm đi, tiền nước rồi đó đắm đi. Rồi đưa cho hết. Đưa cho hết luôn. Anh lên chương trình của em mà có nói với con cái biết không? Con giờ ở đứa nơi trơn đâu. Ở sao không? Đó chạy vô nó từ 3 cây số. Có chồng có vợ hết chưa? Không biết nữa, hồi dắt vô tòa vô con máy tới giờ là anh không có vô thăm luôn hả? Không thăm luôn. Rồi con có cho vô thăm bình thường, giờ cũng không thăm luôn, nói chuyện bắt hiếu quá. Nói chung là đó giờ anh có không thăm mà con anh có không chạy ra thăm anh luôn. Không thăm luôn. Chắc cũng bự hết ha. Thằng 23 tuổi, thằng 16 tuổi. Thôi đi, bây giờ anh nói những lời nào để cho những chị phụ nữ nè thấy được cái tấm lòng của anh, cái khả năng anh lo cho phụ nữ đó cuộc sống được tạm ổn nữa, thì anh nói những lời nào? Lo những gì, lo tạm ổn rồi đó. anh nói những cái lời nào á để cho mấy chị đó thấy anh là muốn đến kết bạn với anh nói những lời gì vậy? Như nói chuyện ngọt ngào rồi mấy chị qua mới thích ý anh nói là phụ nữ phải nói chuyện ngọt ngào mới thích. Ý em nói đây đó là anh nói làm sao á để cho mấy chị muốn đến với anh á, là anh nói những lời nào? Nếu có em nào chấp nhận thương anh thì kết bạn với anh. Rồi. Rồi sao nữa? Nói chuyện phải thật lòng. Rồi. Tiền bạc ra tiền bạc, không giả dối. Thiệt tình. Rồi. Bây giờ em chỉ hỏi thử anh một câu thôi ha. Ví dụ người đó quen anh có 10 ngày thôi. Người đó xin tiền anh có cho không?
ví dụ mới quen tìm hiểu mới được, cái mới chưa dám cho. Đúng rồi. Phải tìm hiểu cho đâu đó rõ ràng ha. Tìm hiểu thì mình trước khi muốn đến một người phụ nữ nào đó thì anh phải tìm hiểu cho nó rõ ràng coi người đó phải có thật lòng không đó, chính xác rồi mới là đến với nhau chứ không mới quen 5-3 ngày hay 5-10 bữa gì đó là thôi, đó là không được, tại không vì được. Mình chưa hiểu, chưa có hiểu. Tìm kỹ hơn ha. Thôi nói chung ra là anh thì dầm mà bắn chắc thì rất thiệt hà và cũng hiền đó. Thời gian cô đen lắm đó. Thời gian cô đen luôn hả? Thời gian cô đen. Và có ví dụ mà có một người phụ nữ lại gần anh kêu anh ôm hung, anh dám không? Rồi dạ cô đen chút. Dạ cô đen chút chút hả? Thấy anh lên thì tiếp cô đen hết cỡ. Mà bây giờ cái chị mà bán với số bảo kính cáp cho cô đen đó, mà chị đó cũng thiệt tình đó đó. Rồi sao anh có chịu không? Chịu thì bữa nào điện cô chị đó lên đây. Bốn đứa con quá không được, không được. Hả? Bốn đứa con quá nhiều rồi không được. Bốn đứa con quá nhiều hả? Quá nhiều không được. Nó không nổi ha. Không nổi, hai đứa tạm tạm được. À. Rồi như là bốn đứa thì bỏ chạy. Bốn đứa bỏ chạy. À, hai đứa thì chạy vô. Hai đứa là tạm tạm được. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều. Thì mong rằng tất cả cô chú anh chị em còn đang sống một mình thì hãy đến đây để tìm một nửa yêu thương. Thì Tiến sẵn sàng, thì Tiến cũng không có phân biệt tuổi tác, nghèo giàu nha. Cảm thấy ai còn sức khỏe đầy đủ thì Tiến sẽ ghi hình. Ở đây là không phân biệt xấu hay đẹp, giàu hay nghèo, điều Tiến cũng giúp đỡ hết. Tiến sẽ kết nối lại cho tất cả cô chú anh chị em để có một nửa mảnh ghép còn lại. Thôi Tiến cũng tạm dừng cái video đây. Thì Tiến cũng chúc tất cả cô chú anh chị em một ngày mới vui vẻ và an lành hạnh phúc. Nhớ có thương Tiến thì cho Tiến một like và chia sẻ, nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất của Tiến nha. Rồi chào khán giả đi anh. Rồi chào khán giả trong nước ngoài nước.